các bạn lắng lại sân khấu để chúng ta cùng đến với những phần tiếp theo nữa nhé. Dù đã có rất là nhiều sự nỗ lực nhưng mà hôm nay phải nói luôn, các bạn vẫn chưa có sự bứt phá. Và Lộ xin chia buồn cùng với cả hai bạn luôn. Rất tiếc các bạn phải rơi vào vòng xoáy đó ngày hôm nay. Thank you. Ngay bây giờ cặp thí sinh tiếp theo Lý Thành Tài và Phan Nhật Nam, Trầm Bích và Nhật Nam. Ai sẽ là người đi tiếp quý vị? Kính thưa quý vị, xin chúc mừng cả hai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh tiếp theo, Hữu Nghĩa Bella và Nguyễn Tài. Kính thưa quý vị, một màu sắc dân gian đối đầu với một hình ảnh đại diện cho những người ca sĩ lô tô hiện đại. Ai sẽ là người đi tiếp theo quý vị ạ? Ai ạ? Kính thưa quý vị, xin chia buồn với cả hai bạn. Hai bạn đã rơi vào học sinh đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh tiếp theo, Xuân Tâm và Tấn. Xuân Tâm và Tấn Đạt. Ok. Chắc có lẽ là Xuân Tâm rất là hồi hộp cho nên là mắc có lét rồi. Không sao cả. Mình đợi một chút xíu hay sao? Theo quý vị, Xuân Tâm và Tấn Đạt, ai sẽ vào vòng trong quý vị? Ông yếu hết trơn rồi. Thật sự ra khi mà nhìn lên trên sân khấu thì thấy một cái cặp đôi không phải là hai bạn thi đối đầu với nhau. Cho nên vì sự hỗ trợ này mà chúc mừng hai bạn đều an toàn. Hiện tại chúng ta đã có tổng cộng là hai cặp an toàn và hai cặp không an toàn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh tiếp theo, Mộc Trà và Trúc Hà. Sắc rất là dễ thương và sự cố gắng rất là nhiệt tình của Mộc Trà phải nói chị rất là ghi nhận, bởi vì em đã trải qua rất là nhiều năm cùng với đoàn để được đứng ở đây vào vòng này, và chị cũng cảm ơn em luôn, rất là dễ thương. Trúc Hà mang một cái màu sắc rất tươi mới cho chương trình, nhưng trong hai bạn chỉ có một người được đi tiếp. Xin chúc mừng cho Trúc Hà. Kế bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh tiếp theo, Lê Trường và Huy Hoàng. Kính thưa quý vị, giống như một đôi tân lang và tân giai nhau. Sao lại giống được như thế không biết. Trời sinh một cặp. Giống như Lộ nói, về chuyên môn hát thì các bạn rất là vững, giọng rất đẹp, tất cả mọi thứ đều rất giống nhau. Tuy nhiên, may mắn lại không mỉm cười, bởi vì chúng ta cần một cái người toàn năng hơn nữa cho sân khấu Lô Tô để Lô Tô có thể phát triển nhiều hơn nữa, nhất là Sài Gòn Tân Thời, và xin chia buồn cùng với hai bạn luôn đã lọt vào vòng xoáy đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh cuối cùng, Trung Hân Hân và Du Yên. Quý vị thân mến, ai sẽ là người đi tiếp ạ? Trung Hân Hân đâu ạ? Du Yên ạ? Trời ơi, bây giờ nó ngang tài ngang sức thôi, không biết lời ai. Chúc mừng hai bạn. Trời Phật ơi trời. Thank you. Vậy là chúng ta đã có top 7 may mắn nhất buổi tối ngày hôm nay và top 7 người có điểm số kém hơn. Tuy nhiên giống như là Lộ đã thông báo trước với tất cả các bạn thí sinh, tối nay có một người gọi là cao điểm nhất và nhận được giải thưởng nóng luôn của đoàn, đó là 1 triệu đồng. Và top thí sinh xuất sắc nhất, và theo quý vị là ai sẽ là người đoạt giải đó quý vị?
Dạ, rất tiếc con số điểm đã nói lên mọi thứ thay cho chúng ta. Tại vì những phần thi trải qua đã trôi qua rồi và chúng ta không đánh giá được tiếp. Và con số điểm thì nó còn ở lại. Và xin chúc mừng cho Xuân Tâm là thí sinh xuất sắc nhất của tuần này. Chúc mừng em. Và ngay bây giờ, cảm ơn top 7 may mắn. Hy vọng các bạn sẽ lướt vào trong và tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng của mình. Và ở lại sân khấu sẽ là top 7 còn lại. Để làm gì quý vị? Chúng ta sẽ đến với phòng spin-off để chọn những thí sinh may mắn tiếp theo bước vào vòng trong. Xin mời top 7 còn lại bước ra sân khấu. Và quý vị thân mến, vé của quý vị đã ủng hộ cho vòng loại cuối cùng của tối ngày hôm nay. Hãy hướng mắt về sân khấu để lắng nghe vòng spin-off của top 7 xuất sắc nhất của tối ngày hôm nay. Xin được phép bắt đầu. Yo! Quý vị thông cảm giúp em nha, hãy bị quên đừng sót ha. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ
có nhiều cái đó sao hậu Covid nó vậy đó quý vị. Quên đầu quên đuôi lắm, coi đồng hồ mà bị lộn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến tới top thí sinh ở vòng Sinop. Thì phải nói luôn là chị cũng không biết như thế nào nữa, nhưng mà đây là cái cơ hội dành tặng cho mọi người. Nếu như cuộc thi này tổ chức ra để tuyển những thành viên mới cho Sài Gòn Tân Thời, và ai đoạt giải giống như những năm trước á, vô khoảng từ top 4 thì em mới nhận, thì chắc có lẽ năm nay sẽ có ngoại lệ. Và xin chúc mừng các bạn đã trở thành thành viên nếu các bạn mong muốn. Đó là cái mình có thể tặng cho các bạn ở vòng thi này. Còn cuộc thi chúng ta vẫn phải tiếp tục diễn ra. Nếu các bạn mà mong muốn thì cũng không có được. Nhưng mà còn với thành viên đoàn thì chị nghĩ là cái điều đó đã làm cho quý vị có thể là thỏa mãn rồi. Ví dụ như mình đã trở thành một thành viên được rồi, và mình cũng có hợp đồng làm giống như mấy anh chị trong đoàn. Tuy nhiên mà để mà cuộc thi thì đã thi là phải có thắng có thua. Cho nên ở vòng Sinop thì các bạn cũng đã làm hết mình rồi. Thôi bây giờ chị sẽ nhường cái quyết định lại cho ba giám khảo còn lại. Mỗi người sẽ chọn cho mình một cái người mà thấy xứng đáng nhất. Hy vọng ai ở lại thì cũng vui, bởi vì chúng ta đã trở thành thành viên của nhau là một gia đình. Còn ai mà ra về thì cũng chuẩn bị áo dài, make up để chuẩn bị ngày mai đi diễn. Ok, thank you. Chào các bạn. Như là bà chủ đoàn đã nói rồi, anh ơi nhỏ 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 nhạc giùm em được không? Lớn quá em nói nó ác mẹ nó tiếng em trơn ai nghe. Dạ. Như chủ đoàn đã nói rồi đó các bạn, không vô trong vòng trong thì từ vòng này vẫn sẽ có cơ hội ở lại với đoàn nếu mong muốn, nếu thích thích đại loại vậy. Giờ chọn hả cưng? Đang mong muốn à, nếu có cơ hội và được một cái quyền tôi chọn hết, ai cũng xứng đáng, ai cũng xứng đáng. Nhưng mà rất tiếc là tôi chỉ chọn được một người. Phương Vi. Tôi xin giải thích lại một chút xíu bởi vì sao thì chọn Phương Vi. Không có khóc. Thứ nhất là bạn có cái nói chung là cái tố chất để mà làm lô tô. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi là người dễ xúc động. Vì sao tôi chọn bạn? Bạn biết rồi. Bởi vì cái công suất. Alo, alo, cái đó là giống như là bị trát đó chị. Bà ỉ bà đeo vàng nhiều bánh nói bà nói. Tôi đã từng trải qua những cuộc thi, và tôi cũng chính là những người đã từng phải khóc như bạn. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội, tôi có khả năng, tại sao tôi không may mắn như những bạn kia? Bởi vì đơn giản một điều thôi, xui hơn. Đúng rồi đó. Và tôi muốn xóa đi cái xui đó của bạn. Tôi chọn bạn. Chúc mừng. Không nha, nếu mà nói về cuộc thi của em mà xui là không đúng nha quý vị nha. Ở đây là không hên xui. Chị phải đứng chính lại cái lời của chị Hai. Cái này là nói để mọi người hiểu luôn. Nếu mà mình chọn một người nghệ sĩ lô tô cho thời điểm hiện tại, nó khó hơn rất là nhiều. Và màu của em là lô tô truyền thống. Để mà em trở thành một người nghệ sĩ lô tô của thời điểm hiện tại, chị nhấn mạnh là của hiện tại luôn. Tại sao? Tại sao những thành viên của Sài Gòn Tân Thời khi bước vô một cái đoàn khác làm là màu nó khác liền rồi? Thì cho nên em phải cố gắng. Và cái sự cố gắng đó nó không phải là hên xui, nó là thực lực của mình. Cho nên khi mà có cơ hội thì em phải cố gắng tận dụng. Đối với chị, em rất là sáng, mọi thứ đều tuyệt vời. Trừ một cái là mình bị mang cái màu nó cũ. Mình phải thay đổi. Khi mình thấy chị mình hát vậy, chị mình vẫn vậy là mình phải thay đổi. Đó là sự cố gắng. Thì cái vé này, đó là cái dành cho em để em có thực sự nỗ lực. Bản thân chị cũng rất là thích em. Ai mà đi thi cuộc thi của mình tổ chức mà rất đầu tư vậy không thích quý vị. Sáng sân khấu đẹp chứ. Nhưng cái tiêu chí của chị là chị không thay đổi. Em hiểu không? Có thể là những cái thứ em đầu tư, chị có thể đầu tư cho em được. Nhưng mà cái nội dung là phải tự em đầu tư thì nó mới được cưng nha. Ok, xin mời chị ta cái phương. Khoan, bây giờ sang xin nói thêm. Nếu chị Hai không cứu, Sang vẫn cứu bạn một lần nữa. Tự vì sao? Bạn đang mang cái màu Huệ đó, Huệ Chi á. Nghĩa là Sang từng Huệ Chi giống bạn.
đang bước chào là cũng quỵt chi vậy không? Mình nói cho khán giả hiểu chứ, mình nói đừng có cho chị em mình hiểu nữa. Không, nói nè, khán giả cũng nghe mà, nói gì kỳ vậy? Đúng không? Quỵt chi là gì mẹ? Là quê đấy em, quê mùa đấy con, cái phèn đó, đúng không? Đó, nhưng tại sao? Không, Sang phải nói giống như là phần sự tiếp lời Sang Sang luôn. Thứ nhất, Phương Vi á, giống như là tụi Quyền đi làm đoàn truyền thống thì cái nề nếp nó y chang như vậy. Khi mà mình bước vào một cái lĩnh vực, ví dụ như một cái sân khấu nó hoành tráng như thế này thì kể cả nhập kịp, đúng, kể cả Sang Sang trong thời điểm khoảng chừng là gần 2 năm, hơn 2 năm chưa? 2 năm hơn chị. Hơn 2 năm nhưng mà Sang Sang chỉ mới bộc lộ khoảng chừng là mấy tháng nay thôi. Mới lộ thôi, mới lộ chị mới đó, lộ. Cái đó nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong con người của tất cả các thí sinh nên là mình chưa có bộc lộ hết, nhưng mà em phải cố gắng trân trọng. Mình nghe đây đó là những những lời động viên góp ý, mình phải nghe rồi mình phải học hỏi. Một điều nữa nè, khoan đi, chị nói cho nghe, BD mình đã khổ rồi, sinh ra BD đã khổ rồi, không có khóc chị ơi, không có khóc. BD là vũ trụ, phải mạnh mẽ lên, không có khóc. Từ đầu tới giờ chị không nói, để hết giờ chị nói, nhưng nói vẫn xúc sắc. Ok, chúc mừng em. Rồi, bây giờ xin mời chị Sang. Tới chị chọn em nhé. Mãi đứng đi ba lên mình. Vô. Người Sang Sang chọn là một người có khả năng đi vào vòng trong xứng đáng. Tại vì có năng lực để vào vòng trong được, các bạn còn lại là yếu hơn so với Sang Sang nghĩ. Người Sang Sang chọn chính là Huy Hoàng. Ok, chúc mừng Huy Hoàng. Xin mời chị Quyền, người cuối cùng xin chị Quyền quý vị. Sang Sang chọn người của bả rồi. Thật sự giống như Sang và chị Hai nói là nếu như mà không chọn thì nếu mà Quyền được cơ hội chọn trước, Quyền vẫn chọn cho Quyền Quyền. Cái đó là Quyền nói sự thật nha. Cái đó là chân tình Quyền nói luôn chứ không phải là cái cảm xúc. À, bây giờ mình chọn sự lựa chọn của mình đi. Ok. Bây giờ là trong năm bạn, Quyền sẽ được chọn một bạn. Cái lần này Quyền cho bạn một cơ hội là bạn phải cố gắng, phải thực sự là cố gắng, chứ không phải là vì lấy cái sự mà được vào vòng trong là các bạn phải chiếm thế thượng phong. Quyền xin được chúc mừng. Cảm ơn anh Đưa La, cảm ơn bốn bạn còn lại. Chị được rồi chị, dạ. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với cuộc thi đến thời điểm này. Lộ nghĩ là cái cơ hội mà được đồng hành cùng với đoàn cũng là một món quà mà Lộ muốn tặng cho mọi người, bởi vì thật sự mọi người rất là xuất sắc. Còn muốn hay không là các bạn nữa, các bạn cũng đừng nặng lòng quá. Và hy vọng là cái trải nghiệm vừa qua với Sài Gòn tất thời đó là một kỷ niệm rất là đáng nhớ trong đời. Và những góp ý của Lộ và ban tổ chức cũng giống như ban giám khảo đó là chỉ là góp ý cho bạn tốt hơn trong nghề thôi, chứ không có ý gì khác hết. Rất mong các bạn sẽ hiểu thiện chí này nhé. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc mừng cho các bạn.